ông hoàng kinh doanh Nhật Bản Kazuo Inamori qua đời, để lại ba chân lý về ý nghĩa cuộc sống. Có thể nói, tất cả chuyện phát sinh đều là do cái tâm tạo ra, đây là một nguyên lý căn bản. Ngày 30 tháng 8, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin doanh nhân nổi tiếng Kazuo Inamori đã qua đời ở tuổi 90, cụ thể là 8 giờ 25 sáng ngày 24 tháng 8 năm 2022 tại nhà riêng ở Kyoto. Kazuo Inamori được được mệnh danh là ông hoàng kinh doanh, bậc thầy triết lý cuộc sống. Ông sinh ngày 21 tháng 1 năm 1932 tại thành phố Kagoshima, Kagoshima, Nhật Bản, có 6 anh chị em, cuộc sống cơ cực. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kazuya Namoji trở thành một kỹ thuật viên bình thường, tham gia vào nghiên cứu và phát triển gốm sứ. Ông luôn quan niệm, than vãn, trách móc cuộc đời cũng không giúp được gì, nên tin rằng chúng ta làm việc chăm chỉ để có được tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Vì vậy, ông đã tham gia vào nghiên cứu. Kết quả là, kết quả nghiên cứu của Kazu Inamori đã được thương mại hóa thành công. Với sự giúp đỡ của những người khác, ông đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gốm Kyoto, nay là Kyoseza, chủ yếu sản xuất các sản phẩm gốm kỹ thuật, thiết bị in và thiết bị ngành ảnh ở tuổi 27, 1959. Ở tuổi 52, 1984, Kazu Inamori thành lập công ty viễn thông nay là KDDI. Cả hai công ty đều lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Năm 2010, Kazu Inamoji, 78 tuổi, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Hàng không Nhật Bản. Tái cơ cấu và vực dậy công ty này vốn đang trên bờ vực phá sản chỉ hơn 400 ngày. Japan Airlines đã giảm lỗ đáng kể, tạo ra lợi nhuận chưa từng có trong lịch sử là 188,4 tỷ Yên, so với mức lỗ khoảng 180 tỷ Yên trong năm trước đó. Trong cuốn tự truyện của mình, Kazu Inamoji từng nói, cuộc sống luôn đầy sóng gió, không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai sẽ có sự xuất hiện của may mắn khiến người đời ghen tị cũng sẽ gặp phải những thất bại và trải nghiệm bất ngờ tuy nhiên điều quyết định cuộc sống không phải là may mắn hay xui xẻo mà là trạng thái của tâm trí chúng ta càng khó khăn càng không thể đánh mất hy vọng tốt đẹp khi thành công không được quên lòng biết ơn và khiêm tốn duy trì thái độ tích cực bắt đầu với những gì đang có tập trung vào nó và làm hết sức mình con người chỉ cần có loại tâm thái này bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi số mệnh tạm dịch Thành công vang dội trong kinh doanh cũng khiến Kazuo Inamori được đánh giá cao trong nước trong những năm qua. Là một bậc thầy truyền đạt triết lý kinh doanh, Kazuo Inamori đã thành lập Sōzu Gokyu, trường giáo dục dành cho người lớn ở Kyoto. Đến nay hoạt động gần 40 năm, mở rộng từ Nhật Bản đến Trung Quốc, Brazil, Hoa Kỳ và các nước khác, số lượng học viên đạt 13.000 người. Trong tác phẩm cách sống, Kazuo Inamori hy vọng sẽ giúp các bạn vượt qua những khó khăn hiện tại, được chữa lành và giác ngộ. Theo đuổi ý nghĩa cuộc sống trong thời đại hỗn loạn, vật chất giàu có nhưng tinh thần lại trống rỗng, cái ăn cái mặc đủ đầy nhưng thiếu hồn lễ nghĩa đạo đức, thể xác tự do nhưng tâm hồn bế tắc. Chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể đạt được bất cứ điều gì, nhưng con người dần trở nên tiêu cực bi quan, khó tìm thấy lối thoát, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập xã hội, tại sao lại như vậy? Bởi vì nhiều người không thể tìm thấy ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, bị mất phương hướng để đối phó với tình trạng này điều quan trọng nhất là đặt ra một trong những câu hỏi cơ bản nhất tại sao con người phải sống một số người cho rằng việc đưa ra và giải quyết các vấn đề như vậy là vô ích như đổ nước vào sa mạc nhưng nếu trả lời được vấn đề này một cách thẳng thắn bạn sẽ rõ ràng hơn về mục đích mình muốn hướng đến không cần gì quá to tát đôi khi chỉ là muốn cho bản thân mặc đẹp ăn ngon được vui vẻ nhìn thấy gia đình hạnh phúc tìm được người đồng hành tri kỷ ý nghĩa của cuộc sống là mài rũa linh hồn ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là gì mục đích của cuộc sống là gì đó chính là nâng cao tâm trí mài rỗ linh hồn sống trên thế giới này con người thường bị mê hoặc và trói buộc bởi ham muốn nếu bỏ qua bản chất này chúng ta sẽ theo đuổi sự giàu có địa vị và danh tiếng một cách vô cùng vô tận tất nhiên cuộc sống cần cơm no áo ấm tự do tự tại cũng cần tài chính tương ứng muốn có địa vị trong xã hội cũng cần động lực để tiến bộ Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ có thể phát huy tác dụng ở hiện tại, nhiều hơn nữa cũng không thể sử dụng khi đời này kết thúc. Cuộc sống có một thứ bất diệt, đó là linh hồn. Khi chết đi, địa vị, danh tiếng và tài sản mà bạn tạo ra trong kiếp này phải được từ bỏ, chỉ có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới với linh hồn. Chúng ta đến thế giới, chịu đựng tất cả các loại sóng gió, nếm đủ đắng cay ngọt bùi, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để được sống cho đến hơi thở cuối cùng. Quá trình này chính là trải nghiệm mai rũa linh hồn. Bạn sống đầy giá trị thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng không còn gì vướng bận, nhẹ nhàng và thanh thản, linh hồn tinh khiết rời bỏ trần tục. Hãy xem thử thách là cơ hội, chỉ như vậy mới có thể khiến cuộc sống tỏa sáng, phá vỡ giới hạn, tâm thái quyết định số phận. Nhiều người luôn cho rằng bản thân kém may mắn, ông trời bất công, tại sao con người ta lại sống khổ sở như vậy? Mua vé số, nhiều người trúng thưởng, chỉ riêng tôi không trúng, dù có cố gắng đến đâu cũng là vô ích, tôi lúc nào cũng bị xui xẻo cuốn thân. Con người rất kỳ quái, một khi bị bước vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mới nghĩ thông suốt, thoải mái. Nếu biết oán trời trách đất là chuyện vô ích, vậy thì chi bằng sốc lại tinh thần, tập trung tinh lực đầu tư cho công việc, toàn tâm toàn ý khám phá thế giới. Có thể nói, tất cả chuyện phát sinh đều là do cái tâm tạo ra, đây là một nguyên lý căn bản. Đúng vậy, số phận có thể thay đổi khi tâm thái của chúng ta thay đổi. Sống lạc quan và tích cực hướng về phía trước, cuộc đời cũng tươi sáng, dạng người theo.